Chị chào các bạn nhỏ của chương trình. Rất vui khi hôm nay chị và các em lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình tạp chí Tuổi Hoa. Các em thân mến, vừa qua, nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức chương trình nghệ thuật Chúng em với mùa xuân Dương Đảng. Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy các em có muốn biết ở chương trình này sẽ có những tiết mục gì đặc sắc và ấn tượng không? Ngay bây giờ, các em hãy cùng theo dõi chương trình nhé. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa qua, nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức chương trình nghệ thuật Chúng em với mùa xuân Dân Đảng. Tại chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu với sự thể hiện sinh động, vui tươi của các diễn viên đến từ câu lạc bộ Chim Khuyên nhà thiếu nhi tỉnh. Những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới và ca khúc về mùa xuân đã để lại những cảm xúc dâng trào, ấn tượng khó quên trong lòng những phụ huynh và thiếu nhi tham dự chương trình. Qua chương trình Chúng em với mùa xuân Dâng Đảng là giúp em học hỏi thêm những kiến thức về Đảng Cộng sản của Việt Nam và được đón không khí Tết cùng với các bạn bè và các thầy cô giáo. Những câu hỏi về Đảng mà chúng ta cũng có được xem những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc, và em mong rằng là vào năm sau thì chương trình này lại được mở ra thêm một lần nữa, và em cảm thấy rất vui khi được tham gia chương trình này. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ hết sức sôi nổi thì phần thi thể hiện sự khéo tay thu hút đông đảo các em tham gia. Các bạn chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm không quá 5 em học sinh. Với các nguyên vật liệu được chuẩn bị sẵn, trong vòng thời gian 10 phút, các em phải hoàn thành phần thi của mình. Những cành mai, cành đào được khoe sắc qua đôi bàn tay khéo léo của các em học sinh, đồng thời tô điểm thêm nhiều sắc màu cho chương trình. Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức chương trình họp giao lưu hôm nay. Và chương trình hôm nay thì tổ chức cho các em tìm hiểu về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm vừa qua. Và đặc biệt trong chương trình thì ban tổ chức đã trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo gặp những bệnh tật khó trong toàn tỉnh. Và đặc biệt năm nay thì sự chung tay của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và của toàn xã hội trên nhà thiếu nhi đã trao đến 57 suất quà cho các em và trị giá là hơn 80 triệu đồng cho tất cả em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Một trong những phần thi quan trọng ở chương trình Chúng em với mùa xuân Dân Đảng là những câu hỏi, kiến thức xoay quanh những nội dung liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh củng cố thêm kiến thức lịch sử thì những câu trả lời đúng sẽ được nhận những món quà hấp dẫn. Ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà cho 60 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo đến từ các huyện Đắk Rông, Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Cũng tại chương trình Chúng em với mùa xuân Dân Đảng, các em học sinh đã hiểu hơn về giá trị tương thân tương ái, giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn, để từ đó nhân lên nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc. Các em thân mến, nhằm mang lại cho học sinh một môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, hữu ích, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường. Trong thời gian qua, trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, thành phố Đông Hà đã có nhiều giải pháp hiệu quả và bổ ích. Từ năm học 2016-2017, nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ tiếng Anh. Qua các năm học, tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường đã có nhiều hình thức sinh hoạt phù hợp và thiết thực. Trong đó, nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động ngoài khóa tiếng Anh. Bây giờ, các em hãy cùng theo chân các anh chị chuyên mục đến với trường tiểu học Nguyễn Tất Thành các em nhé. Với mục đích góp phần phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh và khả năng tư duy cho học sinh, tạo không khí học tập ngoại ngữ phổ biến, sôi nổi, thoải mái ở các khối lớp trong nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường để trao đổi, học hỏi, trau dồi kiến thức tiếng Anh, ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày, mạnh dạn tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, xây dựng cho các em học sinh ý thức tự học, khích lệ niềm say mê khi học tiếng Anh.
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức ngày hội tiếng Anh cho học sinh English Festival Happy New Year 2020 cho học sinh toàn trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hoạt động của nhà trường và là hoạt động hưởng ứng phong trào học tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trong ngày hội, các bạn học sinh được tham gia một số hình thức học mà chơi hiệu quả thông qua các hoạt động cũng như hát tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh theo chủ đề từ tròn cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Trả lời các câu hỏi tiếng Anh qua hình thức rung chuông vàng cho 100 em học sinh khối 5 và học từng vựng thông qua trò chơi giao lưu. Từ đó giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp cũng như biết thêm nhiều từ vựng. Đặc biệt ở phần thi rung chuông vàng, cậu học trò lớp 5 đã xuất sắc vượt qua 100 đối thủ để giành được chiến thắng ở cuộc thi. Em thấy rất vui, em hy vọng sẽ có nhiều trò chơi hơn nữa và muốn cùng bạn mình giành chiến thắng nữa. Nhằm mang lại cho học sinh một môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, hữu ích, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường. Trong thời gian qua, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thành phố Đông Hà đã có nhiều giải pháp hiệu quả và bổ ích. Từ năm học 2016-2017, nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ tiếng Anh. Qua các năm học, tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường đã có nhiều hình thức sinh hoạt phù hợp, thiết thực. Trong đó nhà trường chủ trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh. Hoạt động ngoại khóa có thể được coi như là một trong các hình thức để đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển toàn diện, giúp học sinh có thêm hứng thú, niềm vui trong học tập và rèn luyện đạo đức. Đặc biệt, với tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa vừa là một sân chơi bổ ích, lý thú, vừa rèn luyện cho các em kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như sự tự tin trong giao tiếp, đồng thời cổ vũ, khích lệ phong trào học ngoại ngữ ở học sinh. Đây là con heo phần thưởng của em trong hội thi hùng biện tiếng Anh cấp trường. Và sau khi em thi thì em rất là yêu thích học môn tiếng Anh và em mong bạn của mình sẽ cũng thích học môn tiếng Anh. Em mong muốn là các bạn của mình sẽ cùng yêu thích tiếng Anh và sẽ phát huy tiếng Anh để sau này có một môi trường tốt hơn. Để hưởng ứng cái chương trình học tiếng Anh thì hôm nay Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức một cái sân chơi lễ hội tiếng Anh để nhằm giúp cho các em nâng cao cái kỹ năng giao tiếp tự tin hơn trong việc giao tiếp hàng ngày. Thì đây cũng là một tổ chức thường niên của nhà trường. Cho nên là hôm nay thì như vậy các em học sinh rất là sôi nổi và hào hứng để trong việc học tiếng Anh của nhà trường luôn. Qua ngày hội, các em có cơ hội trao đổi vốn từ vựng, rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh bằng những gì mà mình học được trên lớp cũng như ngoài giờ học. Đặc biệt, giúp học sinh thể hiện khả năng giao tiếp trước đám đông. Các em được thỏa sức thử thách bản thân mình với nhiều nội dung, hình thức rèn luyện tiếng Anh đa dạng, hấp dẫn, vui nhộn và thoải mái. Xin chào các em của tạp chí Tuổi Hoa. Đến với chương trình hôm nay, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm một bức tranh từ những chiếc lá sắc màu. Để làm được bức tranh này thì chúng ta cần các nguyên vật liệu sau. Thứ nhất là một tờ giấy bìa. Thứ hai là hộp màu nước. Thứ ba là những cây cỏ và những chiếc lá với những hình dạng khác nhau. Cuối cùng là nước thì chúng ta sẽ rửa cỏ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo màu nền cho cái bức tranh này. Thì chị sẽ chọn màu đen để tạo cái nền cho bức tranh. Còn em có thể chọn những màu khác như là màu tím, than hoặc là màu xanh đậm. Chúng ta tô màu đen lên hết mặt của tờ giấy. Trong lúc chờ đợi cái nền của bức tranh khô thì chúng ta sẽ vẽ màu lên trên từng chiếc lá này và chúng ta sẽ vẽ nhiều màu sắc lên từng chiếc lá cho bức tranh nó sẽ sinh động và bắt mắt hơn. Chúng ta lựa chọn cái màu tùy theo sở thích của mình và chúng ta vẽ thì chỉ có lưu ý đó là mình vẽ màu nhạt và màu đậm nó xen kẽ với nhau thì bức tranh nó sẽ đẹp hơn.
tô màu lên từng chiếc lá như thế này rồi thì chúng ta chỉ cần úp chiếc lá này vào trong cái nền của bức tranh và chúng ta đè xuống. Thời lượng của chương trình tạp chí Tuổi Hoa đến đây cũng đã kết thúc. Chị hẹn gặp lại các bạn và các em trong những chương trình lần sau.